đá biển ngay lúc này dành cho bên phía anh em Club. Đưa bóng vào. Tiến Long không được. Tiếp tục là Lưu Ánh. Quốc Cường. Chân trái không được. Vẫn còn. Quốc Cường. Cơ hội. Vẫn còn. Không vào. Quốc Cường. Chân trái không vào. Họ đang rất biết cách để tạo ra cách thức tiếp cận khung thành của đối phương đa dạng và nhiều màu sắc hơn. Cơ một không dành cho bên phía anh em Kaka Club. Unicorn họ đang có một thế trận có lẽ là không tồi một chút nào. Một ưu thế rất lớn được cầu thủ FC anh em Kaka Club có được. Và nó xuất phát từ một tình huống tỏa sáng cá nhân. Tiếp tục cơ hội Lê Hùng. Ba tăng nâng tỷ số lên thành 2-0 lần này. Tiếp tục đến đối với là cầu thủ FC anh em Kaka Club. Tiếp tục là một tình huống phản công và chuyển đổi trạng thái rất mẫu mực đến từ các cầu thủ áo xanh đỏ. Xin lỗi quý vị, áo vàng đỏ. Và người kết thúc trong phá bóng vừa rồi, một chuỗi những tình huống lên tham gia tấn công rất nhanh. Mẫu người thực hiện sẽ là Hồng Ánh. Hoàng Quân. Hoàng Quân. Không vào. Hoàng Cò. Không thể tạo ra thì có phản công nhanh. Quốc Cường. Rất nhiều những sự lựa chọn. Không vào. Quốc Cường có thể nghĩ tới được những sự đa dạng ở cách tiếp cận khung thành của đối phương. Lê Hùng. Tiếp tục là tình huống chuyển đổi trạng thái. Lê Hùng. Không vào. Hữu Huy. Cơ hội. Quốc Cường. Rất bình tĩnh. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho bên phía Unicorn. Dấu hiệu tích cực đã được các cầu thủ bên phía áo xanh chuyển hóa thành một bàn thắng để rút ngắn tỷ số trong hiệp thi đấu thứ nhất trước khi tiếng còi của trọng tài Phạm Hùng cất lên để kết thúc 30 phút thi đấu đầu tiên. Tỷ số sau khi kết thúc 30 phút thi đấu đầu tiên là 1-2 nghiêng về, xin lỗi quý vị, là 2-1 nghiêng về anh em Kaka Club. Và như vậy thì chúng ta cùng quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa các cầu thủ FC Unicorn cùng với là FC anh em Kaka Club rất chặt chẽ. Lê Hùng. Tiến Long cầu được. Tốc độ của trong trận đấu này lại được bất ngờ đẩy nhanh ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Tiến Long rất nguy hiểm. Cái đè rất tốt của Lê Hùng. Ra chân. Tiếp tục là một tình huống thoát. Tuy nhiên thì họ vẫn chưa tìm ra được một con đường rõ ràng nhất để tìm tới được mảnh lưới khung thành của đối phương. Cơ hội không được. Hiếu Huy. Lê Hùng. Hơi khó khăn. Lộc Đao. Thoát ra rất tốt. Lê Hùng. Và lần này tỷ số 7 bên phía anh em Kaka Club không thể bỏ lỡ một món quà được người đồng đội đó là Tiến Lộc dành cho. Một món quà thật sự là rất đẹp trong đường truyền với một tình huống thoát passing rất tốt của Tiến Lộc. Được chuyển như đặt để cho Lê Hùng có thể đệm lòng rất tin chân và nâng tỷ số ở trong cặp đấu này lên thành 3-1. Game Kaka Club lại bỏ lỡ một tình huống phản công tiếp tục rất sắc lẹm như vậy. Cần để thay thế dành cho bên phía anh em Kaka Club. Lương Oánh bẻ tròn rất tốt. Quê Zidane. Chuyển bóng. Lê Hùng. Lương Oánh. Hoa Co. Dễ dàng và tỷ số được nâng lên thành 4-1 dành cho bên phía FC anh em Kaka Club. Một chuỗi những tình huống phối hợp dứt khoát và mạch lạc. Nó đã được chuyển hóa thành một bàn thắng rất đẹp. Chuyển bóng nhanh. Không có gì nguy hiểm. Lê Hùng không được. Hoàng Quân sút xa. Rất hay. Minh Đạo.
Qua co. Qua co không được. Thi đấu thứ nhất, SC anh em các lúc chơi thủ phản và tạo ra những tình huống phản công ngược rất sắc. Quang Hiệp. Đó là một tình huống phạm lỗi. Chắc chắn là như vậy. Một tình huống phạm lỗi của Duy Phương cùng với là Quang Hiệp. Đức Quét. Không được. Bây giờ rồi. Mày đấy. Xử lý quá chậm. Quốc Cường. Cơ hội cuối cùng không được. Và đúng này thì tiếng còi của trọng tài Phạm Hùng đã cất lên. Lượt thi đấu thứ hai đã ghi tên các cầu thủ FC anh em các club bằng một chiến thắng trước các cầu thủ FC Unicorn. Và xin cảm ơn những người đã đồng hành cùng với Việt Nam Football TV và T1 Media trong thời gian vừa qua, cũng như là đơn vị tổ chức sân bóng Đầm Hồng Hai. Buổi livestream bình luận của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những trận đấu ở giải bóng đá Mùa Xuân League ở vòng thi đấu sau. Mày quá, để nhau.